Chào mừng các bạn đến với tâm điểm tướng Bijan, mãnh tướng thần địa. Nội tại của Bijan là sa mạc thần lực. Mỗi 6 giây, Bijan sẽ cường hóa đòn đánh kế tiếp gây sát thương và hồi máu cho bản thân. Khi chịu sát thương vật lý, sát thương chuẩn hay tung chiêu trúng mục tiêu, Bijan sẽ được tăng 20 giáp, cộng dồn 10 lần. Chiêu 1 của Bijan là sa mạc mãnh kích. Bijan vung chùy nhảy bổ xuống gây sát thương và hất tung kẻ địch trong phạm vi. Chiêu 2 của Bijan là sa mạc thần âm. Bijan có thể lướt 3 lần về phía trước, gây sát thương và làm chậm kẻ địch. Đồng thời, sau mỗi lần chém sẽ là mới đòn đánh thường. Chiêu 3 của Bijan là sa mạc thần thú. Bijan cưỡi sa thú lái theo hướng chỉ định, đồng thời được miễn khống chế trong khoảng thời gian này. Khi tông phải địa hình, tướng địch hay tái kích hoạt chiêu thức này, Bijan sẽ dừng lại, hất tung và làm giảm giáp kẻ địch, đồng thời nhận được 5 điểm cộng dồn nội tại. Ngoài ra, một đồng đội ở gần đó có thể leo lên sa thú, tung chiêu và đánh thưởng trong khoảng thời gian này. Nếu đồng đội bị khống chế hoặc tốc biến, bản thân họ sẽ rời khỏi sa thú. Sau đây là bảng ngọc, phù hiệu cũng như bộ trang bị khuyên dùng dành cho Bijan ở vị trí đường xê ra. Và để hiểu rõ hơn, hãy cùng tìm hiểu một số mẹo giúp bạn chơi tốt vị tướng Bijan này nhé. Với chiếc tướng đấu sĩ cùng bộ kỹ năng có hồi chiều ngắn, nên trang bị áo choàng băng giá mới sẽ giúp Bijan tăng khả năng dọn lính và làm chậm cực tốt trong giao tranh. Đầu trận, sau khi đạt cấp 4 hãy dọn lính thật nhanh, sau đó dùng chiêu cuối để đào đường ganh đối phương ngay khi có thể. Bạn cũng có thể kết hợp với đồng đội tổ chức các pha giao tranh bắt người nhỏ lẻ để kiếm lợi thế về vàng và mục tiêu. Tổng kết lại, Bijan là một vị tướng đấu sĩ cơ động cùng khả năng khống chế giúp hỗ trợ đồng đội mở giao tranh cực tốt. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong tâm điểm tướng kỳ sau. Tham gia ngay chuỗi sự kiện 5v5 diễn ra từ ngày 26 tháng 4 đến ngày 7 tháng 5 để nhận ngay skin Laurel Nữ Vương Học Đường bậc S hữu hạn. Vào game ngay thôi!